Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình xin chia sẻ đến cho anh em một cái ban bệnh trên cái xe gian nút của hãng Yamaha hệ thống khóa thông minh. Thì xe bây giờ có hiện tượng là buổi sáng là lúc mở được khóa, lúc không. Đặc biệt là buổi sáng rất chi là khó mở khóa. Thì bây giờ tôi sẽ mở khóa cho các anh em xem này. Khóa thì tôi sẽ chuyển đến hệ thống nháy nhanh. Nháy nhanh có nghĩa là khóa đang mở. Thì tôi sẽ mở khóa thì anh em để ý cái đèn biểu hiện chìa khóa anh em nhé. Đấy anh em thấy này, nó nháy này, nó đang nháy này. Và nó nháy 19 nháy anh em nhé. Nó cháy 19 nháy. Và xe có hiện tượng là khi mở được khóa, khi không. Và thậm chí là rất chi là khó. Buổi sáng nhất là buổi sáng rất chi là khó mở cái mở chìa khóa lên, không đi được. Thì cái ban bệnh nó như sau thì tôi sẽ chia sẻ đến cho anh em. Khi mà một chiếc xe mà khách hàng khó mở khóa, mà khi anh em bật chìa khóa lên, anh em nhìn thấy nó nháy. Nó nháy 19 lần. Thì anh em đó là chính là cái điều khiển cái remote bị yếu pin anh em nhé. Thì anh em sẽ tiến hành thay trở lại xe, nó sẽ không báo lỗi nữa và xe hoạt động bình thường. Đây anh lấy cái mũi dao để ta lại cho ta thay pin. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em thay pin. Thì đâu đây là nó có cái rãnh này, chỉ cần mà nấy vào đây, nấy cẩn thận, có dấu khẽ ra thôi mà không cắm vào sâu. Rồi ok rồi, nạy pin đó, nạy pin đó. Rồi lấy cục pin ra đây, cục pin mới ra đây. Đây là chính là cục pin mới này anh em này. Bây giờ mình sẽ bỏ pin vào. Rồi nắm lại. Cứ bấm vào là vào thôi. Bấm mạnh vào. Rồi ok. Rồi, để tiếp tục để chuyển về nhanh. Đây nháy nhanh này anh em này. Bây giờ tôi sẽ mở, tôi tắt đi. Giờ tôi sẽ mở lên xem là nó còn nháy 19 nháy nữa không anh em nhá, hay là cái ban nó không nháy nữa nhá. Đấy, anh em thấy là khi mà bỏ pin mới vào thì là nó sẽ hết được cái báo lỗi và xe trở lại bình thường. Đó chính là một cái ban bệnh nhỏ nhỏ mình muốn chia sẻ đến anh em. Anh em thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình, lần sau mình ra những video hay hơn. Xin chào anh em, chúc anh em thành công. Qua cái video chia sẻ đến cho anh em cái bệnh hết pin trên cái F1B của hãng Yamaha, thì qua cái video các ban bệnh đó thì mình cũng kết hợp, mình cũng chia sẻ luôn cho anh em một số cái mặt hàng mà mình đang kinh doanh để mình chỉ chi tiết cho anh em từng sản phẩm một. Thì rất có nhiều anh em đã đăng ký cái kênh của mình lâu rồi thì xem các cái video giới thiệu sản phẩm này nhiều rồi thì anh em bỏ qua cái video của mình. Còn những anh em nào mà cần hàng hoặc là anh em mới đăng ký kênh, anh em chưa được xem những cái video giới thiệu cái những cái sản phẩm nhà mình thì anh em xem hết cái video của mình. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn cho anh em, hướng dẫn qua nhanh thôi vì nhà mình bán rất nhiều mặt hàng, không thể mà chia sẻ hết ra đây được. Anh em muốn thì anh em vào Zalo anh em tham khảo. Đầu tiên là mình muốn chia sẻ đến cho anh em là hai cái khẩu lồng vặn chén cổ ít phải tháo nhựa của hãng Yamaha anh em nhé. Hàng thép đặt nguyên khối điện CNC anh em này. Anh em nhìn thấy thì anh em cũng biết rồi cái hàng sản phẩm nó như thế nào rồi. Đấy, sản phẩm nó như thế này. Nó dày, nó chắc chắn như thế này. Đấy anh em nhìn kỹ nha, đấy. Cũng nói thẳng với anh em luôn, nó rất đắt, nó không rẻ đâu anh em nhé. Đó là hai khẩu lồng của hãng Yamaha. Còn đây chính là ba khẩu lồng vặn chén cổ của xe Honda. Anh em ít phải tháo nhựa. Đây, mình cũng quay chi tiết từng khẩu nhỏ cho đến khẩu to. Khẩu này là khẩu tám giác này. Đấy, sản phẩm nhà mình nó như thế này anh em nhé. Anh em phải nhìn kỹ nhá. Trên thị trường nó có rất nhiều loại nhái đây anh em nhé. Nhà mình thì không bán hàng nhái. Đấy, đây chính là ba khẩu lồng của xe Honda, vặn chén cổ của xe Honda. Đấy anh em để ý kỹ cái sản phẩm nhà mình hình dạng như thế nào. Mình cứ ship hàng về tận nhà cho các anh em. Các anh em kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Đấy, không phải là mình trưng bày đây là một loại này nhưng mà lúc anh bán cho anh em loại khác là không có. Đúng chính xác là như thế này. Là ba khẩu lồng vặn chén cổ của xe Honda. Tiếp theo là hai cái khẩu bắn nồi ốc nồi côn xe tay ga. Đó chính là khẩu 39, một đầu 39 và một đầu 41 anh em nhé. Hàng cũng là hàng tuyệt vời anh em ạ. Nhưng nó cũng rất đắt anh em nhé. Cái này thì anh em chọc trực tiếp xuống ở đây, anh em không qua khẩu nối đâu gì cả. Là anh em vặn một cái ốc nồi xe ga luôn. Nó ưu điểm là nó mỏng này. Ốc mỏng mà cái này nó bằng này anh em, là anh em vặn nó không bị trượt. Rất chính xác là khẩu 39 41. Và tiếp theo nó là khẩu 34 và 46. 34 này thì anh em xài cho những dòng xe Hayate này, còn 46 này dài cho những dòng Yamaha đời mới. Còn thông dụng nhất là khẩu 39 41 anh em nhé. Đấy. Tiếp theo nữa là mình muốn chia sẻ cho anh em
cái khẩu là khẩu này là khẩu vam cảo bô lăng điện, một đầu là của Hayate và đầu là Attila FI anh em nhé. Cái này thì không có đầu trống và trục cơ. Tiếp theo nữa là đến cái sản phẩm cảo bô lăng điện của dòng Piezo Vespa 3V và 2V. Cái này thì có cái đầu để bảo vệ trục cơ anh em nhé. Anh em nhìn sản phẩm thì anh em biết là cái chất lượng như thế nào rồi. Đây chính là Piezo 2V và 3V. Tiếp theo nó là đến cái khẩu cảo bô lăng điện của xe Neo và AB. AB này, một đầu AB này thì anh em cảo tất cả cái hãng xe ga Honda, Yamaha cũng cảo được. Còn Neo này là xài chung với Neo và nó ES110, có hai đầu khẩu, khẩu trống. Tiếp theo nó là khẩu Uy Honda và Uy Trung Quốc anh em nhé, có một đầu khẩu trống. Tiếp theo nó là đến cái súng này là súng kích hơi. Súng kích hơi hàng rất xịn, hàng Đài Loan anh em nhé, cũng rất xịn, súng kích hơi rất khỏe anh em nhé. Tiếp theo nó đến mỏ hàn. Mỏ hàn là thương hiệu độc quyền với nhà mình. Đây số điện thoại nhà mình đây, có khắc lên trên tay cầm luôn. Mỏ hàn sung 300W. Tiếp theo nữa là đến cái cảo bô lăng điện của xe Yamaha. Cảo này thì là bảo hành cho anh em trọn đời luôn. Anh em mà cáo cong cái mâm này, chụp ảnh lại gửi vào Zalo cho mình, mình gửi cho anh em cái cáo khác và đồng thời là tặng anh em 1 triệu đồng nếu mà anh em cáo cong cái cáo này. Cái cáo này là bô lăng, cáo bô lăng của xe IA, xe số IA, bao tất cả các loại xe luôn, bao tất cả các loại bô lăng cứng đầu nhất. Nó gồm có một thân cáo 6 con ốc và hai đầu khẩu trống anh em nhé. Tiếp theo nữa là đến cái, đây chính là cái vam, vam chân cổ anh em nhé. Cái này là vam chân cổ, đầy đủ các dòng xe anh em, vam thoải mái luôn, to dày chắc chắn nặng, là bộ vam chết cổ. Tiếp theo là đến cái bộ rắc giả lập trên cái máy độc lỗi MST anh em nhé. Anh em nào mà dùng máy độc lỗi MST mà trong máy mà anh nhìn thấy cái khúc phần giả lập thì anh em sẽ mua cái bộ cáp này về anh em giả lập được. Tiếp theo là đến cái rắc kết nối máy chuẩn đoán lỗi với những cái dòng xe SH2020 này anh em này. Tiếp theo là đến cái rắc mở tua không cần xe. Đối với những dòng xe mà anh em mở tua trên xe nhưng không có xe, chỉ cần mình con đi xe anh em dùng cái khác này anh em cũng mở tua được. Tiếp theo là đến cái sạc, sạc thông minh. Sạc thông minh này sạc điện tử, điện tử anh em phải mua cái loại đắt tí, có bảo hành 1 năm thì mới xài được. Vì là điện tử mà nó có thông minh lắm anh em ạ. Nó là chống ngược cực này, chống chập này, đầy bình tự ngắt này. Và trong khi sạc thì có báo là nguồn sạc này, ampe sạc này và báo nhiệt độ nóng của cái bình luôn anh em nhé. Rất chỉ là xịn, không lo để quên. Tiếp theo là đến cái bộ kiểm tra CKB và kiểm tra VS anh em nhé. Kiểm tra CKB và kiểm tra VS. Tiếp theo là cái bộ là bộ mạch bơm xăng ngoài, áp dụng như những cái con IC mà nó bị hư cái mạch bơm xăng. Tiếp theo nữa là cái súng Hitachi, hàng nhái loại 1. Hàng này hàng nhái thôi nhưng mà xài cũng rất chỉ là ok anh em nhé. Bao tất cả các loại ốc trên xe máy trừ mỗi con ốc bánh sau xe ga, con ra được con không. Gồm có một thân máy là một cục sạc và hai cục pin, bảo hành 1 năm. Tiếp theo nó là bộ tắt đèn mà những cái dòng xe đời mới, những cái dòng xe đời mới mà không tắt được đèn thì sẽ dừng cái bộ tắt đèn. Cái sản phẩm này sản phẩm công ty, hàng công ty, có bảo hành 2 năm. Anh em xài cái hàng này không lo bị chết IC. Đó là bộ tắt đèn dành cho những cái dòng xe đời mới không tắt được đèn. Tiếp theo là đến đồng hồ vạn năng. Đồng hồ vạn năng UT3, hàng mình cam kết với anh em là hàng chính hãng. Chính hãng không phải hàng nhái nhá. Trên thị trường có loại hàng nhái nó khoảng độ hơn 200 ngàn thôi. Nhưng mua về không xài được đâu anh em nhé. Bảo hành 1 năm, cam kết hàng UT33, hàng chính hãng. Tiếp theo là đến cái bộ tài liệu khóa Smart Key. Thì có cái cuốn tài liệu khóa này anh em không còn lo những cái ban bệnh về hệ thống khóa Smart Key nữa. Anh em biết cách sao chép chìa, thay IC, thay SCU, thay chìa, thêm chìa, đủ các loại anh em nhé. Tiếp theo là đến cái cục máy test kiểm tra bình. Máy kiểm tra chừng BT54 mình cũng cam kết. BT54 này cũng có hàng nhái và cam kết hàng nhà mình hàng chính hãng, bảo hành 1 năm. Tiếp theo là bộ cáo giật bi. Bộ cáo giật bi âm thì anh em nhìn thấy cái sản phẩm này nó như thế nào, anh em nhìn vào anh em nói nó như thế nào, nó rất chỉ là tuyệt vời anh em nhé. Đây là bộ cáo giật bi rất đắt anh ạ, rất đắt. Tiếp theo nó là máy vệ sinh kim phun màu đốt anh em này, máy vệ sinh kim phun màu đốt, máy hai vòi, đầy đủ các cái phụ kiện đi theo, tất cả các đầu kết nối bằng đồng, kết nối tất cả các cái dòng xe anh em nhé. Đây chính là máy vệ sinh kim phun màu đốt. Tiếp theo là đến máy chẩn đoán lỗi MST. Thì nhà mình có đang cung cấp cái máy chẩn đoán lỗi MST phiên bản V6.5, có mở tua trên dòng xe Honda, lấy được mã khóa Smart Key và giả lập cảm biến phiên bản mới nhất là V6.5. Máy nhà mình là luôn luôn máy mới tinh anh em nhé. Đây mình vào cái một phiên bản cho anh em xem. Đây anh em nhìn thấy này, V6.5C này anh em này, CR1 này,
Và cái ngày của máy là ngày 16 tháng 9 năm 2020. Máy mới tinh anh em, mới sản xuất được khoảng độ gần một tháng nay anh em nhé. Thì anh em cần cái hàng gì thì cứ liên hệ với mình. Nhà mình thì có rất nhiều hàng, mình không thể đang còn phải tận độ 100 mặt hàng thì mình không có thể đem hết lên đây mà chia sẻ đến anh em được. Anh em muốn tham khảo thêm các mặt hàng thì anh em vào Zalo trên màn hình anh em tham khảo anh em nhé. Thì qua cái ban bệnh hôm nay á, thì mình cũng chia sẻ đến cho anh em cái ban bệnh remote hết pin của hãng Yamaha, đồng thời kết hợp bán hàng. Anh em nào mua thì mua, không mua thì vẫn xem các ban bệnh hàng ngày của mình bình thường anh em nhé. Video hôm nay thì mình xin kết thúc ở đây. Xin chào anh em, chúc anh em thành công.